Trời ơi, trời. Hello cả nhà nha cả nhà. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hoài Phong TV nha cả nhà. Hôm nay tấu thức khuya lắm mày vậy đó đự chân. Dạ hello anh chị nha. Hello cả nhà, cả nhà. Hello cả nhà. Hôm nay chúng ta không si rồi. Hò quá hò. Cả nhà. Nhà biết nghe gì không? Trời ngó làm cái đồ chơi. Trời. Đâu vậy đó gọi đâu kỳ. Nhỏ bóc cứ mèo thử hoài mà. Ủa lại trời. À đâu trời nha cả nhà ơi, bữa nay buổi trưa mát mẻ nha cả nhà ơi. Cái này mình chụp hình 64 được nè. Cái gần tao phạm đi. Đó, hình 64 nè, tại đây có cần. Anh em nói chuyện giới thiệu nha, tôi ho tôi hạn chế nói chuyện. Cũng ho quá à, ho sụp sụp luôn cả nhà. Ho sụp sụp luôn. Dạ. Ê, mơ bóc nó chạy vô gần gỗ hết trơn, gần gỗ luôn. Đó là trời quên hồi nãy mới bóc cái cục mèo nữa nè. Anh này nó chiên da. Chiên da gì mới bóc chứ cậu. Rồi xỉn rồi. Rồi xỉn rồi. Một xíu nó vô. Mình chờ giới thiệu chứ, xíu nó vô. Xỉn đâu rồi. Ok, 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 ok. Ê. Ê. Tiêu cái giọng luôn rồi. Tiêu cái giọng luôn. Thở công chuyện nữa luôn. Đâu nhỏ không? Nó làm gì nhỏ? Rồi coi. Hình như nó vô sớm rồi đó vậy. Thấy cái xe này chưa? Rồi ngủ cháy ke luôn rồi cả nhà. Nói chung là bữa nay mất cái giỏng. Thì mất cái giỏng thì ảnh ngủ nữa rồi. Có giỏng của chú Hai cả nhà. Giỏng chú Hai mới chịu à. Giỏng của Minh Say. Giỏng của người ta. Mấy mùa Tết này ai cũng mệt hết trơn cả nhà. Thôi cho anh Hai ngủ đi, mình cũng về ngủ luôn. Vậy. Quá trời mệt quá. Cố nội. Chung là bữa giờ cũng đừ quá cả nhà. Ảnh ngủ rồi ảnh, bữa giờ hồi Tết giờ mình đâu có cho anh ảnh gì đâu phải không? Không. Tết giờ có cho anh ảnh gì chưa? Tết giờ mới có ra mụn với nhau, mới quay rồi mấy ngày nay có chơi được ai đâu. Xương xương rồi phải không? Ừ xương xương à. Mới cho ông xương xương. Anh chơi cái bãi gác chứ nhà tao luôn mụn tới gỗ. Muốn sợ luôn. Đầu năm là mình hút gác cho nào hút tiền đó. Có tiền nữa ông nội ơi, ông nội. Ê, không đó ông nội. Bữa nào mà là chơi lên trên nhà đúng không? Mình tán với bà dây chai thì mình có tiền. Ừ, mấy ông bữa đó mày không hút kia tao đi tao hút cho. Ừ. Hay sao? Bữa nào mình chơi trên nhà đúng không? Ừ. Thôi thôi chơi nhà. Chơi cái đậu quay chứ trên nhà. Mình chơi trên nhà mình đừng quay. Mình vô cái phòng á. Ừ, đổ cái điểm đó. Đổ lên hết trơn luôn. Ừ, cái điểm đó nó mà đi giặt cái là cái bảy cái thằng giá. Biết tâm vậy phải không? Biết tâm. Dũng thiếu tụ lắm á. Bây giờ bữa nay anh Hai ngủ thì bữa nay chơi nhưng mà nhắc tới thằng anh Hai em dị ứng cái đầu đúng không? Đúng rồi cả nhà, bữa giờ cái đầu anh ai cũng ở trong có số anh chị comment quá trời, nó cái đầu của anh Hai có người comment cái đầu như cái đầu vẽ nữa, chơi comment thì tao nhắn thiệt. Nhắc rồi mày lên nick ảo mày comment đầu lâu người ta hay comment. Chơi gì lắm cả nhà, tôi có một nít màu à, ghét ba thì nói. Bây giờ gì cả nhà đợi em chút xíu đi. Bây giờ bữa nay chơi cái đầu của anh Hai luôn nha cả nhà. Cái đầu ảnh màu hồng phải không? Bữa nay em chơi cho thành đốm. Bao đốm, bao đốm thì. Bao đốm, bao đốm nha nhà. Thì cả nhà mình đợi em chút xíu nha, để em chạy em đi mua mấy chai thuốc mới được. Chứ bắt bao đốm thì cho cái chứ tí vô tình tính vô trọng ngủ quay đi quay sinh tồn mà bây giờ là ngủ rồi thì mình sẵn đà chơi luôn. Hả anh em? Anh em đợi tôi chút xíu nha. Là mày chơi đó phải không? Ông đi chơi, ông đi ấy đây, ông chơi đi tao với chị mấy tôi về ăn cơm. Đâu, mày chơi đó. Ok đợi. Thì cả nhà đợi chút xíu nha. Rồi. Chuyện ăn cơm. Để con dọn chén ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Cái bụng quá ăn cơm đi mấy ông nội ơi, nó đợi nó biết nào tới nữa. Quá hò. Chị đang lấy nọc cái nó hết hò chú Hai. Lấy nọc nó chạo đồ. Thiệt á. Nhà nửa thùng ra. Vậy chị nay lấy nọc cái nó đi. Ở tiệm mua bán còn mười mấy 20 thùng nữa kìa. Chị Na lấy nọc cái đi chú Hai. Thôi. Trời ba báo đi sao lâu chứ không biết.
Để tới rồi còn bố rồi đi lẹ đi chứ không phải giờ làm gì vậy, định về ăn cơm nè, đi về không về đi về ăn cơm. Về ăn cơm đi mà làm gì làm cho hai mày. Đi chợ mày kiếm cái gì mày đựng cái này mới được. Có gì à? Cái gì mình đựng. À đựng cái này. Mày chạy ra mày đựng cái ly kìa nhỏ. Cái ly kìa. Cái ly trắng đó. Hả? Ủa con nghĩ xong chứng cứ cũng có chạy miếng cứt. Hai ông nội đi gán nhau trời. Lấy xe gồ kìa. Cắt đi. Cắt bớt cái ly. Nè bỏ cái này cái thùng này nè. Ủa đậu nhỏ rửa cái đi. Rửa cái đi. Rửa. Kệ con rửa chứ hả? Thuốc sâu không? Rửa đi. Thuốc sâu. Thả chân kìa. Thả nữa quỳ. Không có ông xài làm gì ăn. Không buồn què luôn. Nãy sao đợi cái này phá sốc. Đổ hai chai vô chứ nè. Một lát là mình lại cái đó vô mình đem mình đái vô. Mình chập một cái quắn muối đầu qua đường rồi cho hết dãy luôn cả nhà. Tôi ho tôi chỉ hụ hở thôi tôi mới dính vô đó. Ông già này không hay vậy nghe nhà chơi hậu cái đầu bé kẹo. Làm không nổi đâu. Mới vô rồi lép sao ổng xiên ra sao mà chơi. Tôi mua màu vàng hả? Mày sợ cái gì? Màu đen. Tao kêu bán màu đen đó mà. Nó màu vàng. Mà được quá. Cái màu gì tao không biết nữa. Coi đi, nó ra màu gì nó ra. Rồi ông trộn nửa chai đó được rồi. Cái này một chai luôn á. Không, nửa chai à, nửa chai này nửa chai kia là dư rồi. Hết cái đầu rồi. Cái này hai cái đầu luôn á. Phải không trời? Ừ. Dư chút nhím nhẩm đầu tao nè, đầu tao nó đen nè. Không biết đầu phụ nữ giá không? Ừ. Cái màu chai này đủ không? Đủ khí mấp á, sao đủ? Màu đen tao. Cãi nữa. Đây tao bán cho phụ nữ không có bán cho con trai. Lại vô thử. Bọn trai không nhầm đầu cái gì. Thơm. Cái này thuốc thái á. Không biết rồi. Tao buông. Không biết chừng hết thôi. Cái mấy cây quậy lên. Cái mấy cây quậy mà được. Cả cây nè. Để đi một lát nó thức bây giờ. Nó lại. Xíu. Cái gì vậy? Nào mà chấm nổi mấy mình. Không lẽ bốn người gì mà không lẽ không đè lại mình nên xỉn. Không ba người à. Ai. Bỏ ông ra hay gì? Thôi đi ông cố nậu, ông cố nậu. Cái này sao mà nhộm nó được trời. Cái này mày lên tóc là không nó chuyển rồi. Ừ, nó lên tóc chỉ màu đen. Xong quay sạch sạch thiếu rồi. Đóng quẹo vậy. Từ từ ông cố. Ông hiểu cái trời. Sao mà nhộm thôi. Không có vậy đó. Có đâu tao đặt sạch à. Nè mày quẹo không đặt cái gì. Có không trời. Lấy giày nặng vô thêm. Có đặt rồi kìa. Mình chủ yếu chơi cho đốm thôi mà. Chứ đâu mà chơi hết đậu luôn mà nặng chi dữ ngon. Ngoài ai hát ông cho trời. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, 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 sao nó coi lại chim kìa. Ai coi lại chim. Sao điện thoại nó coi kìa đó. Ngoài nó đi chạy, phải biết có mấy hẹn đi tranh thủ đi chạy. Bây giờ vô là nhiệm vụ về nè. Hai người tính, tù quá. Ok chưa? Hai người thằng ôm cái giỏ đi, không phải ôm cái mình đâu. Không, chỉ cần sao sao không? Không, chỉ cần nhị chạm lấy cái giọng á. Kéo hai miếng lại vậy nè. Ở đây quán lẹ. Dạ. Ôm lại là mày quán thôi. Một người ôm với mình, một người ôm cái giỏ nó đựng nó dãy ông nội cho mà thấy. Dính giỏng. Dính giỏng gì? Cơ cái đầu nó ra ngoài đi. Không, mình chỉ cần quán ngay chân này nè. Dài xuống là nó hai cái tay nó dính gì nè. Đá mày cười chè mày nhúng đây mày chụp cái đầu nó rồi mày cần gì mày nói đưa cái đầu ra ngoài nó cái chân gặm mày cọc xuống như nè ngon quá đâu phải mày chụp hết đâu một lát ra quấn xong được rồi mày cũng có cuộn rồi không lẽ ba thằng dính cái đầu không được tao bỏ ngủ luôn chứ đi lao nó dậy gãy cổ chết luôn á vô nè giờ vô bây giờ vô mình ôm xuống giữa đây mình ôm xuôi cái tay lại rồi tao cũng giỏi cho mày. Nước quỳ. Trời. Trời ơi. Cái gì đó mà. Cái gì đó mà. Đâu. Em đây là đây là. Em đi là đây là. Tớ cái gì đó thì cảm. Mày á. Không thử quá. Em đây đứng la đứng la. Rồi đứng la. Rồi đứng la. Mình đứng la. Cái gì đó ấy. Từ từ là chạy mà lẻ nó say. Là chạy khúc còn gặp ổng nữa. Từ từ. Đúng lẽ. Không lấy ba người. Làm em đi. Vô đâu nào, vô đâu nào. Vô nãy giờ rồi. Vô nãy giờ mà ngủ hả? Vô nào.
cái vô là hồi sáng sớm mày không thì thôi mày nhậu phải không? Thôi thảo lắm, thôi thầy. Nói gì kì, nói gì vậy trời. Con xéo xuống đây. Từ cái tay ở đây nó mạnh nè. Dính cho mặt. Thì thôi mày nhậu phải không? Thì thôi mày nhậu phải không? Không nhậu nhưng mà muốn sớm. Thôi tầm gì là hết nhảy rồi. Anh hai đi nhậu ban đêm đó cái nhà. Bữa nay tôi ngủ sớm à. Thảo lắm, thảo lắm thôi. Nằm em đi, được im. Nằm em đây. Mọi thứ sẽ được khoa hồng hết trơn rồi, sao lại chút siêu nhựa nhựa. Qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Không chơi. Trời ơi, là cái gì đó vậy trời? Cái gì đâu? Không có gì đâu. Làm tiếng cá đó. Đấy, sống rồi mình khiêng đi ra nắng thôi rồi à. Trời ơi, trời. Tiếng cá. Đây là vậy là vậy là chúng xong luôn á. Chúng xong luôn, chúng xong luôn. Trời ơi, chết gì ông đợi. Trời ơi. Chết đầu. Chưa. Ba. Nửa tiếng sau nó mới chết. Ừ. Hai phút rồi. À, mình dán cái mỏ đâu đây? Đây, quán mỏ được vô la sao? Để sao la la ngoài. Để la la. Dạ, mỏ đây. Mình dán cái mỏ đó đây. Lấy con dính cái vô coi. Đúng rồi. Rồi, rồi. Đây, gắn, lấy gắn. Mình nói cái này không có vô là nè. Ôi. Ôi. Nó chạy rồi nè, trời ơi. Quên. Đang yêu quá là nền tên. Kiếm cái gì trời lẻ đi, hộ đá luôn. Lẻ. Không sao đâu, Không dính con miếng à, không sao đâu, Cái gì vậy? Cái này là gì nè, đừng dính. Ổ chân chết luôn. Đúng rồi. Rồi xích tóc luôn. Vai cái da đầu luôn nè. Vai da đầu vậy trời, im giùm tao coi. Đúng rồi. Bữa giờ có mấy anh chị mình cũng yêu cầu quá trời yêu cầu ơi. Bữa nay em chơi một cái nha cả nhà. Cần dính giống nè. Chơi cái gì vậy trời? Cứt gà chứ gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời cái đậu luôn à, trời gì đó. Dạ, cái này là cái mèo trộn á, với xài thúi. Đúng nhanh dữ vậy trời. Đây mình chơi khoảng nữa thôi ha. Không, đốm đốm được rồi. Hết luôn đi. Đẩy hết ơn trước đi, ơn sau mình chừa cho màu hồng đấy, hậu dính giỏng. Đúng rồi. Còn cái bao gì nữa vậy trời? Đừng có la la. Nó có mùi rồi đó. Nó dậy mùi rồi đó. Lên mùi không? Thấy lên mùi không? Mùi xài chín đó mà. Một lát nữa sẽ biết cái màu gì liền à trời. Mày chơi hết trơn bên bề luôn nè. Cái gì? Hết bên bề luôn. Cái này là lợi tiệm tóc là mấy bà tóc là dòm là gán liền. Vậy là ba ăn mấy chục? 50 ngàn. Vậy là ba ăn 100 ngàn. Vậy hả? À? Ừ. Trộm này miễn phí thì chơi. Miễn phí mà chơi đúng nội ơi. Tốn tiền đi mua đi. Đi chơi. Nhồi. Cái màu này là... Dính lắm. Ừ. Trời ơi. Cái gì mà lá lan? Cái đầu tôi chở 1 triệu mấy đó mình vô màu đen chứ trời. Cái đầu tôi chở 1 triệu mấy đó mình vô màu đen chứ trời. Không nổi. Nhảy quay. Rồi có đâu màu đen không sao đâu. Màu nữa mình đẩy nữa ra ngoài cho bấm móc lại. Trời ơi, trời đầu con Chí cái trà phạt. Con Chí đâu ông nội?
lâu sắc sắc xài á, cái sắc xài cái này là cái con gì con gì con chéo cả nhà. Ok không, ok không cả nhà. Bữa đó có ở nhà phải đâu trong cái mà cái gà cái ngũ cứt trong đó chết mà đi. Bây giờ vậy là mà cái này nó không lên màu đen rồi, không lên màu đen vô trời rồi xong luôn cái đậu luôn rồi ta ơi là chà thành cái màu gì luôn rồi trời sao là chà hướng tóc hết trơn luôn bây giờ á, lên cái màu gì cái này cái màu sáng cái cà sáp á. Ờ giống thằng mày ờ nghe cái cà sáp luôn thấy không, nó là cái cà sáp mà nó giống nữa trời ơi trời ơi gớm dứt đi dứt hết đây luôn đi nè. Ờ chà cái đậu tôi chọn 1 triệu mấy đó con, đậu đợi tệ tao tao đó. Đậu ơi nhộm chứ thì biết chứ sao cũng đi nhộm. Đợi cái màu đầu này đó không ai ưa. Cái này nó đi ra ông nhầm là cái màu gì? Màu đen phải không? Cái này đi ra ngoài ra chắc cạo đầu luôn á chứ toàn nhộm quần què vậy nữa. Cái này ông để đi chơi Tết luôn, đi lần nơi tới hết Tết luôn, hết tháng gì luôn. Trời ơi, chút gà gì tùm lum hết trơn. Cái này là bên ngoài là cạo luôn á chứ nhộm là không được. Trời ơi. Ok ok vậy ok cho anh em. Chưa đâu. Không vậy được rồi. Nàng nàng tiên cá trên bờ. Đi coi. Nhiều nhiều. Nhiều quấn nữa trời. Ok, xỉn, đẹp lên, xỉn. Nhiều quấn rồi. Đâu mà đẹp. Rồi, đi về đi, để đi, dạ. Đi đi. Về đi. Cơm đi. Đó, là trời. Trời. Trời, gì đó quay cái đầu hai sừng nó quay ngu ma chương. Trời, đầu cổ là không gì đâu quay. Trời ơi, là trời, trời ông nội xảy dán cái quay quay. Dán hai cái lũ tay, dán mẹ lên để nó hoài là làm hoài, dán mẹ lên. Cái này là ngu ma dương à, là làm hoài chứ. Không ra người ma, không ra ma. Điệp, điệp là lớn. Là yêu quái. Là yêu quái. Là yêu quái. Đó là trời. Trời, trong này ăn cái Tết này nhớ đời luôn rồi. Nhớ đời luôn rồi. Về nơi ngàn trùng. Sao rơi sầm ga được lên lên sầm ga được không lên màu đen thù lùi luôn á, không lên màu đen đâu, nó không lên màu đen mà nó lên cái màu gì vậy đâu nội ơi, cái màu sáp màu, màu gà sáp á trời màu mỡ vậy trời, màu gà sáp ôi rồi ôi gan luôn nội ơi, sao đỡ sầm ga được làm gì sai gì sai ai trang lạc lối chào của duyên hoa thần chờ và thù rung lên mang hắn mua xuyên nát lòng ta. Dán gì đây? Dán gì đây? Trời ơi! Dán bùa hả? Cái này yêu quá, dán bùa vậy. Ừ, đúng rồi, chẳng yếm nữa rồi. Hết ga luôn rồi. Trời ơi, cái tay nó bịch kích gì nè. Mà cái này nó màu đen, nó màu gì á, màu xám á. À, giống cái mùi mà cất trâu á. Mùi cất trâu mà. Bãi, cứu em bãi à. Giống cái bãi phân trâu á. Trời ơi, hết chuyện chơi rồi trời, trên đậu cổ luôn ơi. Cứu gà. Đâu, cái này nói thôi đã, mình cố giọng ở đây mới phải. Bữa đó nhậm nhiêu, bữa đó nhậm nhiêu. 1 triệu rưỡi đó. Rồi, để lá cho nó dùng nè. Nó lên cái màu bạch kim rồi nè. Ê, lên bạch kim rồi. Trời màu đẹp dữ vậy trời. Lên màu đẹp dữ vậy. Nó giá bộ khen đó. Cái đầu này đi ra được rồi, giờ ai cũng mê liền không nổi ơi. Trời ơi, là trời. Bên vàng, bên đen, bên vàng đó nè. Là y qua. Ông nội làm giá gì quá trời. Kèo mua cho đi rồi. Gậu đầu cho tao đó, mày gậu đầu cho tao. Trời ơi. Hết dính hết tầng tóc luôn. Dính hết tay kìa. Không, cái này bằng cái. Cái này mà lấy chén mà cắt cái vỡ rồi tao mới sợ. Ôi, cái tay dính này gì vậy? Ủa, thấy gớm. Thấy gớm con bỏ nó đi. Trời ơi. Nó dính cỡ đó, cái đầu dính cỡ nào. Trời ơi. Trời ơi, cái tay dính cỡ này, cái đầu vô trời. Trời ơi, là hầu sớm. Lấy nhớt á. Không phải là cái chai nhậm tóc. Gì nhớt á. Nhớt cái gì á. Mà là cái chai mà thực phẩm cái gì mà người ta đổ để dành sơn á, nước sơn á. Trời. Nhớt cái gì á. Người ta pha nước sơn á. Mua lộn chai ừ. Nhớt Yamaha hay gì đó. Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Thì tay á, cái gì vậy trời? Cái gì nè ông nội? Ngâm mặt ông luôn, cái đầu ông ngâm mặt ông luôn. Hứa ảnh luôn, nó có chanh nữa. Trời ơi, là trời, chắc bỏ cái đầu luôn á mày. Trời ơi, cố đậu dán hoài vậy trời. Cố đậu thì ông dán cái gì vậy trời? Là yêu quá. Đẹp, đẹp, đẹp. Nửa gì? Nửa đen, nửa phèn đẹp. Thao nó ra đi. Nửa đen không phạt. Thao cho ra cho cậu đậu đi. Bỏ nó chặt mũ. Chữ bây giờ đi quý. Nhìn như chó ghẻ vậy. Trời ơi, trời. Ờ, nó nghỉ quay luôn bây giờ đi ra. Nó đớm, 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 đớm. Mà làm gì vậy không? Mình chạy xuống mấy ngố rồi. Đó mà bị xà mâu sao mình đi ra vậy đó. Có lượt cái mình chạy. Dạ, đang nuôi luôn kìa. Chó xà mâu là nó mắc. Xong luôn đầu luôn rồi. Đừng, đừng có chạy xuống hồ nó dính đen thù lụi chán vậy. Thằng ngồi đây sẵn rồi. Ừ, cái gặp dưới ngoài đẹp quá hỉ. Nhớt. Nhớt mà không đen sao được. Trời ơi.
Nó chừng lại nó ra. Là yêu không. Quái. Ê, cái này nó đẹp bố. Này màu ở trên đây mà không phải màu đen nha, rồi đây màu đẹp. màu hồng cánh sen. Cái này nó màu gì bố? Màu đen nè, đẹp. Sao mình kìa. Mình chạy hoài đấy. Chạy hết chân trong mày luôn nè. Chạy dính hết chân cái da con bây giờ. Hả? Ui. Trời ơi. Trời. Đâu mà ra được cái con này đó mà chạy nè. Cái chân chân mày mỏng quá cái nhà mình để cho mày thấy da. Bình thường là người ta ấy xong tao phải dán lại. Tháo ra hết trơn luôn cái chân chân mày của mình. Tháo ra hết trơn luôn à. Ổng chơi. Nè nó giật cái tạch là cắn nhách luôn à. Chứ gỡ đi thay cho nó đi vào đầu cho nó. Trời ơi. Nè mày giảm lại cái màu này cho tao nè con. Bắt con gắn thải vô cái nữa đi. Trời ơi. À chứ không biết được rồi. Đợi chứ thử em vô vô là nó không dám nhảy đâu. Trời ơi. 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 Đi ra ngoài kia lụm mấy cái bãi cái con cái mèo á. Ừ cái dày cục quá á. Đợi đi. Ở vô hay vậy. Ờ. Sao ra được. Thảo qua đi qua. Nói chữ thiệt á. Đây kéo quay quay. Là yêu quay. Ông cố nậu gì bóng dáng. Dáng quậy trời. Ông nghiện dáng cái gì á. Mày tên dáng đó. À nói chung. Nói chung cũng không có nói riêng. Ê. Ấy. Thế nè. Nói chung là bữa nay. Hết trơn rồi. Là yêu quay. Trẻ con dính. Trời ơi trời. Trời ơi! 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 Nhát của mẹ! Nhát của mẹ! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Thấy gớm rồi kìa! Qua mượn cái kéo đi! Kéo kìa! Mở vậy vô thấy kẹt rồi! Ê! Trời ơi! Lại! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Chạy như cái mép! Chạy như cái mép! Chạy như cái mép miệng đó kìa! Thằng xe nó kìa mà kéo dữ xé tạc tạc quậy vậy trời. Xé hoài vậy quy. Hết rồi. Ô trời. Đi kéo cắt đi. Đi kéo. Trời con kìa con ông. Nằm em đi chút xíu nó tháo ra. Lấy nó làm giọng đi. Trời. Đưa cái giọng. Không có chạy luôn bây giờ. Ừ. Quay ra cặp mày ăn đồ gà. Không ăn đồ gà. Không ăn đồ gà. Ăn đuôi mới chịu. Không nhúc nhích nha. Không nhúc nhích nha. Im đừng làm. Không nhúc nhích nha. Kéo trời. Ủa trời cái này nó đạn hơi ghê luôn trời. Đạn đâu lấy được đâu. Cái này khỏi đi nhộn đâu. Khỏi nhộn luôn. Cái hầm mình có cái gò ở giữa. Để cái đầu vậy đi. Ừ nó đen lên rồi đó. Nửa hồng nửa đen giờ nó mới chết. Không nhúc nhích nha. Bạn ra. Bạn vô tay xây. Cắt mí mí vào Phong à. Ờ cắt vô mí mí vào Phong á. Phong nó mình sắc à mở cái lẻ thôi. Rồi em đừng nhúc nhích. Em đừng nhúc nhích. Ê đừng cách quần ngang. Đừng cách giọng đó. Mình cái đầu gối nữa đó. Cái đầu gối không phải ơi. Đừng có chân kìa. Đầu dám nhích đâu. Em mới lượm. Quá trời ơi. Rồi mày tới chuyện mày. Trời ơi. Ôi nhìn nè. Đây nè. Tao đi gọi đầu ơi. Yến nè. Á, à, chơi cái đầu yêu quái này quý ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi, đưa cái đầu đó vô kìa. Mày sao sợ bông sao gà? Không, được cho nước lạnh. Hết ra rồi. Có gà đâu mà ơi. Mày mày luôn à. Nhớt. Trời mà cái đó nó đen ghê trời. Để coi. Dở gì ra? Ra. Ra cái tả hoài à. Không ra. Không ra đâu. Cái đó thực phẩm màu rồi ra chứ à. Cái ra màu đen á. Đó nó ra màu sống phải không? Trời Phật ơi dính vô da đầu luôn nè. Lấy xà không có được. Lấy xà gì cũng không ra chứ. Thuốc tẩy người ta mới ra. Cái dây này nè, chảy vô này nè. Ừ. Chảy vô. Rồi luôn. Chân què luôn. Trời ơi luôn đó. Trời ơi. 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 Còn cái chân mày nữa. Chân mày. Trời ơi. Cái thằng hông này. Trời ơi. Mày đi quan thách luôn đi. Đi gan là mấy gì ông không xong nữa. Ờ. Chạy luôn hết vô kìa. Cái chân mày nó đâu có đâu. Nó dậy bạch luôn kìa, đâu ngứa cái này, coi là, kiến ơi. Là yêu quái. Đó, trời tả trời tới chân mày quy ơi quy. Đẹp lắm mày, đẹp mày. Tả chân mày một bạch luôn kìa. Đấy cũng đẹp chứ. Đưa cái này lưa lên, đưa cái này lưa lên. Là yêu trời. Trời em á, đang giữ ta. Trời ơi, trời ơi, đang khui luôn kìa. Đang hồng, ác quy.
ơi, đẹp phải không? Một bệnh nữa thằng Quang Thánh nha. Bình thẳng á. Bình thẳng. Là y. Trời ơi, trời. Mày đưa tay tao nhận đầu lại nè con. Có thở nào đâu nhảm được đầu vậy. Đậu đẹp cái nha. Không vậy đẹp mà. Khô lại nó bung ra lên lại đẹp mà. Ừ. Cái đó mình chảy lên luôn. Vút ngược lên có hai màu tóc. Đồ, quýt gồ. Để ở dưới này nó mà dạng dạng trên nó hồng trên đen luôn. Này là sợi mì á. Đầu không có đầu này là đâu đẹp nè. Không đúng hàng luôn. Ờ, này tiệm không có ai nhậm được gì đâu. Có nào khùng rồi nhậm vậy. Đúng là ông già này ông thâm này chứ. Chơi chơi chân mày dày bịch tuyên con thánh nha. Ngứa cái mặt lên đây. Đó, ghê không? Đó là trả mày dẫn rồi. Thấy chân mày không? Mày quang thánh vậy đó. Là yêu. Thôi chạy xe đi. Đi vậy giỏi á, uống miếng nước đá mình hồi về. Là yêu quái. Vậy là hay. Lúc đó em tưởng chị là ngầu. Tai mắt như trời mà ngầu thiệt. Chảy vô mắt á. Tự nhiên nó đánh tôi. Tự nhiên không à. Tự nhiên nó đánh tôi. Ờ, tự nhiên quýnh tôi. Hay. Hay con. Cái lột cha. Trời kia đá rồi núp. Hết ra rồi. Em kết thúc video đây nha cả nhà mình ơi. Em có nhà. Đây. Để lát nó gọi em nước cả nhà chạy nó vô uống sáng ngoài hè nha. Giờ hè nhà lướt theo nha.